Trong thời buổi ngày nay, mạng xã hội có thể đưa một người bình thường trở thành người nổi tiếng trong một đêm, nhưng cũng có thể khiến người đó mất hết tất cả, thậm chí là làm biến mất ai đó trong tích tắc. Một việc ý nghĩa và tốt đẹp như chuyện giọng ca căn nhà màu tím, dạy cho Wendy hát để tri ân khán giả của Phi Nhung cũng bị cộng đồng mạng biến tướng, xuyên tạc và làm nó đi theo hướng tiêu cực. Hôm qua, vào phút chót Wendy đã xin rút lui khỏi tiết mục song ca với Mạnh Quỳnh. Thì mới đây, chỉ vài phút trước, trong buổi livestream tại trụ sở của Trung tâm Thúy Nga, thì Mạnh Quỳnh cũng đã tuyên bố dừng lại việc dạy Wendy hát. Nam ca sĩ tâm sự, Wendy không đáng phải nghe những lời sắc nhọn như mũi dao trên mạng. Phi Nhung từng bị là đủ rồi, bây giờ xin mọi người hãy để cháu Wendy sống như một người bình thường. Nam danh ca cũng tiết lộ, người thay thế Wendy hát song ca với Mạnh Quỳnh trong tiết mục sắp tới là một người vô cùng đặc biệt, cũng chưa từng xuất hiện cùng anh bao giờ. Khán giả chỉ cần chờ đợi đến cuối tuần này là biết kết quả. Cũng kể từ nay, Mạnh Quỳnh sẽ không gặp mặt cũng như không liên lạc với Wendy nữa để tránh hoàn toàn mọi điều tiếng. Đối với người hoạt động trong giới giải trí như Mạnh Quỳnh thì không sao, trừ với Wendy thì con hoàn toàn không xứng đáng phải chịu những lời nói ra nói vào. Tuy nhiên, sau buổi phát trực tiếp của Trung tâm Thúy Nga, cậu ruột Wendy lại chia sẻ một bức ảnh Mạnh Quỳnh đến gặp hai vợ chồng Wendy Phạm. Cứ tưởng rằng những lời nam ca sĩ nói là để xoa dịu truyền thông và anh sẽ vẫn âm thầm dạy hát cho Wendy. Tuy nhiên, sự thật đấy đúng là lần Mạnh Quỳnh gặp Wendy lần cuối, để nói ra một điều vô cùng quan trọng. Cậu họ Wendy chia sẻ, anh Quỳnh nói rằng chuyện này hệ trọng nên không muốn nói qua điện thoại. Và ngoài ra, Mạnh Quỳnh cũng chỉ gặp lần cuối để sau này tránh mọi thị phi, mạng xã hội quá đáng sợ rồi. Mặc dù Phi Nhung đã ra đi mãi mãi, sắp 100 ngày rồi, tưởng thời gian qua đi, nhiều câu chuyện sẽ lắng xuống, mọi thứ sẽ trở lên bình lặng, mọi lùm xùm sẽ ngủ yên, chỉ còn lại tình yêu thương của mọi người ở lại. Tuy nhiên, cũng vì có quá nhiều khán giả vẫn còn đang tiếc nuối và quan tâm đến Phi Nhung nên lợi dụng vào yếu tố đó. Rất nhiều thông tin sai sự thật ra đời, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến người đã khuất và cả những người ở lại. Mạnh Quỳnh cũng đề nghị với Wendy, nếu con đồng ý ủy quyền cho chú, thì chú sẽ cho luật sư vào cuộc, phải làm thật mạnh tay, thì họ mới dừng lại được. Đó là vấn đề thứ nhất, chuyện thứ hai mới là hệ trọng. Mạnh Quỳnh chia sẻ, vài ngày trước khi biết Mạnh Quỳnh sẽ sang Cali biểu diễn, thì có một người gọi điện, xưng là khán giả hâm mộ lâu năm của Phi Nhung. Cô ấy mong Mạnh Quỳnh hãy ngăn cản việc để Wendy mang cho cốt của Phi Nhung giải xuống biển. Thay vào đó, hãy mang đến cất giữ ở nghĩa trang, giống như cố nghệ sĩ Chí Tài, để thuận tiện cho việc viếng thăm sau này. Anh Quỳnh ơi, em là fan của anh chị đã hơn 18 năm, show diễn nào của anh chị, em cũng tới xem. Em xin anh đó, anh nói với Wendy đừng giải cho cốt chị Phi Nhung xuống biển, đặt cho cốt chị Nhung giống của anh Chí Tài. Lúc nào anh nhớ chị, thì đến đó tâm sự với chị, giống như chị bé heo vậy đó. Mọi người thấy cũng vui khi anh tâm sự với chị. Cô ấy nói rằng, rất nhiều người động viên cô ấy gọi điện cho Mạnh Quỳnh. Đây là ước nguyện cả trăm ngàn người hâm mộ chị Phi Nhung. Em năn nỉ anh hãy khuyên cháu, nếu giải chị Nhung xuống biển, thì còn gì nữa đâu. Tuy nhiên, về chuyện giải cho cốt hay là đặt cho cốt tại nghĩa trang thì Mạnh Quỳnh không quyết định được, mà tất cả đều phải dựa theo tâm nguyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc sinh thời. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ gì khi nghe những lời chia sẻ của Mạnh Quỳnh? Hãy để lại bình luận dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.